Hay, nấu riết cũng biết nấu món gì. Thì hôm nay mình sẽ làm một món dọn tủ lạnh. Nhìn tủ lạnh mình có cái gì mình giờ mình nấu cái đó. Giờ mình cũng còn thịt, mình cũng còn chả cá thu, cho nên là mình đem ra mình bỏ máy mình xay hết. Với lại hành tỏi nè, gia vị nè, mình xay cho nó nhuyễn rồi nó quyện lại với nhau hết. Xong rồi, ý mình quên bỏ bột bột bắp vô rồi, thôi kệ đi. Rồi xong rồi cái mình đem mình nhồi rau củ, còn được một trái ổi qua, trái cà tím với lại đậu hũ, sẽ được món đậu hũ nhồi. Máy xay thịt này của ba thấy xài rất là tốt luôn, mua mấy năm rồi mà chưa có thay dao mà xay rất là nhuyễn luôn á. Mình cũng có làm qua chả lụa rồi cũng ok. Mình đậu hũ mình cắt ra làm đôi vậy nè, xong rồi mình nhồi vô là nó vừa vừa ăn, không cắt ra cũng được nhưng mà nó hơi to đó. Mình nhồi ra xong hết, nhồi vô xong hết, xong rồi mình đem đi chiên, chiên sơ hai mặt. Bếp kế bên mình sẽ làm một cái nồi nước sốt, chiên xong mình bỏ qua mình nấu giống như hầm cho nó chín. Còn đây là cô ba muốn làm canh luôn cho nên chế nước lên láng. Lần làm lần cực cho nên là làm nhồi luôn một lần xong rồi mình để tủ lạnh qua hôm sau mình chỉ cần lấy ra chiên thôi, rất là tiện. Khúc này hết pin rồi, xin chào mọi người nha.